Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tại Đại Chiến MMA từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì trước khi vào video thì đầu video anh em cho xin một like và một subscriber để hỗ trợ phát triển cho anh em mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì tôi sẽ lên cho anh em một cái event đặc biệt tiếp theo. Mừng coi như là bù đắp lại cái sự kiện 50 năm ca sấp dành cho anh em yêu quý kênh. Thì hôm bữa thì tôi có ra một cái event rồi nhưng mà anh em tham gia không đầy đủ, thành ra làm này chốt event không được. Không biết nói nhà anh em, thật sự rất là tiếc luôn anh em. Rất là tiếc luôn chứ không phải là tiếc không đâu anh em. Quá buồn luôn, trong khi tôi đang đợi để chốt event cho anh em thì chúng ta lại có một tin rất là buồn, đó là event chúng ta đã chốt không thành công. Ok, thì để ấy lại thì hôm nay thì tôi sẽ ra một cái event dễ hơn với 5 phần quà cực kỳ xịn sò cho anh em đến từ kênh từ đường phố. Ok, về thể lệ và cách thức tham gia thì anh em vui lòng xem video và theo dõi ký và xem ký thể lệ để xem và tham gia. Ok, và thể lệ như nào thì anh em xem video và để biết nhá. Trước mắt thì chúng ta làm qua nhiệm vụ cho nàng này đã anh em, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy câu hỏi cho video ngày hôm nay. Kênh thì chưa bao giờ có thể lại khó anh em, chỉ là các bạn không tham gia và các bạn tham gia không đầy đủ thôi. Nhiều bạn xem này còn tham gia không đầy đủ, thành ra đến khi lấy quà không có quà các bạn lại kêu. Đấy là thật sự rất là mong rằng anh em đã xem video này, đã xem, đã muốn tham gia event, cũng như thầy Huấn đã bảo rồi, muốn làm không muốn làm mà muốn có ăn ấy là chỉ được 9,5 điểm thôi. Đấy, còn muốn làm muốn ăn muốn có ăn thì phải chịu khó làm anh em. Thế nên các bạn muốn nhận được quà, nhận được code thì anh em vui lòng theo dõi ký video, tham gia đúng tỷ lệ thì chắc chắn là các bạn sẽ có những phần quà hấp dẫn, đến phần quà trong tay anh em. Ok bạn, tôi đổi quả thuyền đó nào. Giờ tao sân Sunny nào. Đam nó có to hơn không anh em? Rồi top 6 bạn rồi. Trước mắt thì chúng ta đi lấy câu hỏi cho video ngày hôm nay anh em nhé, xem đây có câu hỏi gì không. Biệt danh của Luffy là gì? Mù cố anh em, có một câu hỏi trả lời không bao giờ sai được. Quê của Frankie ở đâu anh em? Chắc chắn là quên Lâm rồi. Luffy từng tấn công vào Ellie Lockby để giải cứu cho ai anh em? Đó là giải cứu cho Chopper anh em nhé. Tiếp tục câu đố 4, tư thế quen thuộc của Brook khi dùng tiệc đó là gì? Bắn tim à? Tạo dáng ngầu lòi Monway hay chà gà đấy, tư thế à, càng nhờ. Số tiền truy lá lên 300 triệu Billy là khi đánh bại anh em Jolosey, một câu trả lời không là sai được rồi. Ok, đó sẽ là một trong những câu hỏi trong video ngày hôm nay anh em nhé, có thể là vậy hoặc là câu hỏi khác. Ok, chúng ta lại tiếp tục hành trình phá đảo bánh nào. Chiều lúc trưa vừa phá đảo bánh ạc chính xong, giờ qua phụ anh em phá đảo bánh tiếp. Ok các bạn, correct ra trận phá đảo bánh tiếp anh em. Trận đầu này thì cứ để Kata ra tay anh em, Kata không ăn được, không còn cháu nào ăn được nữa anh em. Nói chứ bữa nay có đen rồi các bạn, đùa thôi. Thằng này của tôi bữa nay có đen rồi anh em, bữa đen cũng lên E5 rồi. Nhắc Odin lên E5 mới nhớ anh em. Rồi dâu đen anh em. Ý rồi, vấn đề để Kata ra trận anh em. Ơ kìa. Uầy. Bắn một Sanji anh em, nhưng vừa đem ngon các bạn. Từ hồ bướm lên được level 600 anh em. Đó giờ là ngon luôn các bạn nhá. Đánh bao khỏe luôn. Đấy. Odin nào. Odin cái này, ui là đến 10 rồi à. Này cũng ngon anh em, nên lên bảng trạng mới, mua quà nào. Ok các bạn, gom quà về nào anh em ơi, lượm quà nào. Tuyệt vời. Lượm quà về nào anh em, còn gì để bàn cái nữa, lượm quà nào. Quá tuyệt vời anh em ơi. Lượm quà ok luôn, tiếp tục. Ok em đây không có à? Hôm nay không nén lại không có các bạn. Rồi ok các bạn, ghé qua bên bộ đá. Ok đến xem nào anh em nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 2 23 24 25 26 27. Ok, 27 thôi à. 28. Từ anh em.
Rồi đi luôn. 29. Trời ơi, tuyệt vời anh em. 30. Nào làm nốt luôn anh em, còn nào làm nốt luôn nào. Thêm cái lừa luôn anh em, bonus 31 nhiệm vụ luôn. Nó phải vậy chứ anh em. Quá ok, gọn như 365 xu vòng quay anh em. Ok các bạn, cửa hàng mua tiếp, bạn chả biết dư thừa thiếu thừa nên anh em mua luôn. Rồi. Ok. Dùng nốt anh em. Chúng ta có một dương đánh boss à, chơi luôn. Ok, dùng phéo giành tay rồi thì phải đi càn quét đấy anh em, làm gì làm các bạn. Đã dùng phéo giành tay phải đi càn quét các bạn, không càn quét là không được đâu. Đó, không càn quét là không được đâu anh em. Rồi, quát xu vòng quay nào. 450 xu anh em. Thiếu 30 xu. Cũng được các bạn, 30 xu. 2. Ba. Bốn này, 5 vòng anh em, được đúng 5 vòng các bạn. Cũng ngon rồi. Quá tuyệt vời anh em, không để kim cương này làm sao đợi sự kiện Sanji nữa anh em. Bù lại để up con đạc này. Up sớm lên game lên anh em, album nữa. Lượm nào. 60 lượt đánh boss anh em. Ôi, 40 thùng bia nữa. Ngon anh em, 5k lượm 50 thùng bia nữa. Thằng này bữa đâu mới đổ 70 thùng mà anh em, có 80 thùng bia nó chưa mang về mà. Cứ bình tĩnh các bạn, dần rồi cũng đổ hết được thôi anh em. Đây 50 thùng bia nữa về đội nào. Ok anh em. 80 được đánh boss à, cứ bình tĩnh các bạn. 92 thùng bia anh em, phang đá. Quá ngon. Nói chung thì à, anh em nào mà tích tài nguyên đợi tướng mới thì nên tích thùng bia, còn ông anh em nào mà chưa thì thôi cứ tớ tầm. Tôi để chính cho anh em, chính đợi tướng mới thôi chứ hàng này giờ cứ tập trung săn Inuzashi các bạn, hôm qua lấy quên ABG này, chứ tính ra giờ phải tập trung Inuzashi các bạn, bởi vì nó là khởi đầu của meta mới anh em nhá. Đó nên là các bạn bây giờ nào bạn nào mà có thỏ đi không sao đâu, bây giờ em chịu khó cày các bạn bám theo meta mới nào, và dần là vừa bắt đầu hình thành meta mới rồi anh em. Inuzashi là con tướng khởi đầu cho meta mới anh em, về sau sẽ có thêm tướng bổ trợ và tướng book nữa anh em, cứ bình tĩnh kiểu gì cũng vậy thôi. Đây là anh em là đang có định cày lại mấy ác bị thọt hoặc là ác cú hay là gì đấy thì dần đi là vừa các bạn, mấy bữa nữa là không kịp đâu. Chứ meta nó ra cũng nhanh lắm. Cứ nói tướng tướng tháng 2 con chứ đâu đùng đùng được. Tuần này tháng này chúng ta có sự kiện gì nhỉ? Sự kiện quốc tế thiếu nhi anh em. Nhà phanh đổi phát lại ra một phát hai tướng cùng một giờ sự kiện nào. Hơi bị ngáp đấy anh em, đây là không kịp đâu. 50 à. Ok các bạn, lấy hộ ăn bi nào. Đúng không? Ôi vừa đẹp các bạn. Có bia vàng 144 à. Thôi từ từ anh em. Rồi ok các bạn, chúng ta ghé trong bot nha. Ui xa 170 anh em. Quá ngon. Lượm quà là các bạn ấy. Kim cương lại chạy vội anh em. Đó, giờ tích kim cương là vừa. Đó, giờ lại tích kim cương anh em. Tích đợi tuần sau lại sự kiện tướng bữa cơm Sanji anh em. Kim cương bây chỉ dùng một bữa cơm Sanji thôi, còn ông nào mà có định nên trang bị thì cũng lấy 20k tích trở lên cũng được, không thì vẫn lại ưu tiên bữa cơm Sanji hơn nhá. Còn 5 lượt đúng như tôi dự đoán anh em, gần hết rồi mà. Chậm lại cái gì, đang nóng vội không chậm được đâu. Rồi ok các bạn, mở dương kim cương nào. 160 cây vàng rồi anh em, thoải mái. Buồn chán anh em. Ok, tiếp tục đến với Evan đặc biệt mini game tặng 5 code siêu ngon đến từ kênh Tờ Tử Đường Phố anh em nhé. Ở video ngày hôm nay thì sẽ tặng cho bạn 5 code 20k Gutsu mới cho 5 bạn, mỗi bạn một cái anh em nhé, chứ không phải là một cái cho 5 bạn. Ok, cách thức tham gia thì vẫn như mọi hôm, anh em like và share video trên Facebook dạng công khai, vì thế là đăng ký kênh và chuông thông báo lên và bật ở thứ ba thì các bạn xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em, tên Facebook bạn nhân trong phải in game, cái link Facebook mà anh em đã chia sẻ cái video. Ok, và câu hỏi hôm nay của chúng ta đó là tư thế quen thuộc của Brook mỗi khi dự tiệc đó là gì?
Ok, và một điều nữa đó là nếu như video này đạt được 111 like thì ngày mai chúng ta sẽ có video chốt event và 5 phần quà niệm cho các bạn luôn. Ok, ngày mai ta sẽ random 10 lần tìm ra 5 bạn may mắn nha. Random 10 lần cho anh em và tìm ra 5 bạn may mắn. Đấy, đây là anh em nào đã tham gia sự kiện và muốn có quà thì đừng quên vote like để có thể có buổi công bố event. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung thì đây cũng chỉ là event bù lại thôi anh em, chứ tính ra chúng ta chỉ có mini game thôi. Nhưng mà thôi anh em cũng bù lại cái event cho các bạn. Thật sự là cũng cá nhân tôi hơi tiếc khi mà tổ chức event lớn nhưng mà anh em tham gia lại không đầy đủ. Không biết là đợt này anh em nghỉ học chưa xong hay là có biết các bạn bận công việc như thế nào mà tham gia lại hơi thiếu sót. Đấy là do bên các bạn, nhưng mà thôi dù sao thì cũng tổ chức event lại cho anh em để các bạn để nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ kênh Từ Từ Đường Phố. Ok, và anh em đã tham gia thì quên đọc ký hướng dẫn và xem đúng thể lệ để tham gia anh em nhé, để có thể nhận được phần quà hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta đi làm nốt tấm album của cho in công chúa Shizaoshi nào. Lên được không? Không được rồi. Ok thôi, video ngày nay thì tôi lại xin phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip theo. Anh em có vấn đề thắc mắc thì vui lòng comment video. Giờ thì bye bye.